Chiều nay, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2013. Theo đó, trong năm 2013, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và Trung ương các tổ chức chính trị xã hội sẽ tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ hàng đầu là thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng đảng hiện nay, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên truyền về việc góp ý dự thảo hiến pháp năm 1992 sửa đổi. Bên cạnh đó, thì các đảng ủy này cũng sẽ đẩy mạnh việc thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế và giúp nhân dân thế giới hiểu và ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.